Viện Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam đây. Đấy, tôi quay toàn cảnh đấy, cái tòa nhà Viện Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam cho các bạn xem nhé. Đấy. Tòa nhà này là nằm ở trên cái trục đường Nguyễn Thái Học, số nhà 66 phố Nguyễn Thái Học. Đối diện là văn miếu Quốc Tử Giám đây. Chúng ta quay. Đây là xuôi Nguyễn Thái Học về cửa Nam. Còn lối rẽ ngay sát bên biên của Viện Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam là cái phố Cao Bá Quát. Đấy, các bạn nhìn thấy cái phố Cao Bá Quát. Đây cổng vào ngay góc Cao Bá Quát. Ngày xưa là tôi cứ đi học và qua đây thì đặc biệt ở đây là có cái cây hoàng lan thơm lắm. Đấy, cái cây hoàng lan trong cái hàng rào nó ngát mùi hương thơm. Đây, Viện Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam. Viện Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam ấy. Tây là cái địa điểm này là Tây đến tham nhiều, tham quan nhiều. Đấy, có cái cây thông Noel. Đấy, cái tòa nhà này các bạn thấy không? Đấy, cái góc hình chữ L này. Đấy, tổng diện tích của cái phần đất đây là cỡ khoảng 5.000 mét vuông, hơn 4.000 mét vuông. Cái phần xây dựng các tòa nhà này là 1.200 mét vuông để trưng bày các cái tác phẩm mỹ thuật của Việt Nam mình từ cái thời tiền sử đó, khai thiên lập quốc đấy, đến cái thời kỳ đương đại. Cái tòa nhà này là xây dựng năm 1930 mà bọn Pháp xây, nhưng mà kiến trúc rất hay nhé. Đấy, cánh cửa 3 tầng, cánh cửa là ngoài trong kính thì ngoài chớp thôi, nhưng mà mái thì lại xây theo cái mái kiến trúc của phương Đông của Việt Nam, mái cong, mái như mái đình. Đấy, Pháp nó xây dựng thế nhưng mà nó lại biết được cái văn hóa Việt. Đấy, cái nơi này là ngày xưa là Pháp xây là dành cho các con em gái, các em gái của các quan chức Pháp toàn xứ Đông Dương. Thế đến năm 1966 thì mới giao cho cái bộ văn hóa để cái thành lập từ cái Viện Bảo tàng Mỹ thuật. Đây, Viện Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam. Đây, giờ mình đi vào xem. Để biết là cái cà phê. Đấy. Hoàn tây. Cả đồ ăn nữa này. Pizza, nước, cà phê. Nước hoa quả. Đây. Các bạn thấy không? Thực ra đây rất ít người Việt đến, chủ yếu là Tây. Đấy, Tây làm Tây. Đấy, vào cái sảnh trước. Đấy, các bạn nhìn thấy cái chi tiết không? Các cái chi tiết nó như đây, nó cách có cách điệu như thời Lý này. Cái mái vẩy này ra là có cái cách điệu. Đấy, các cái nét hoa như cái nét hoa của cái thời Lý ở Hoàng Thành Thăng Long. Đấy, các ô cửa sổ Pháp đó, xây dựng rất là vừa cao vừa rộng mà lại có cái chiều sâu, tường chịu lực nên là rất là dày. Đây, tôi mua cái vé vào cửa này, 40k.
đây đi. Để vào xem được giới thiệu cái gì. Giới thiệu cái gì đây. Đây, tôi vào cái gian thứ nhất, mỹ thuật tiền sử, sơ sử Việt Nam. Giới thiệu những cái gì? Giới thiệu về đây là các cái hình khắc mặt người thú ở Đồng Nội, Hòa Bình. Có 8.000 năm trước công nguyên. Đây là cái dấu ấn nghệ thuật đầu tiên hình thành trên cái vùng nước Việt Nam mình, chữ S. Văn hóa đồng đậu Gò Mun. Còn trên là cũng là cái nội dung giới thiệu. Trên là tiếng Anh, dưới là tiếng Pháp. Đây là thời kỳ đồ đá rồi. Thấy các bạn nhìn thấy chưa? Các con muông thú này. Đó. Con heo này. Con voi này. Đấy, các cái giống muông thú này. Ở Bắc Ninh, Nghệ An, Phú Thọ. Có 1.000 năm trước. Đó. Còn bên này là sang là cái thời kỳ đồ sắt. Đồ sắt hoàn gì hết, sắt đồng, oxy hết. Có cả những cái tàu gì. Một số đồ điện ở Thanh Hóa và Hải Phòng. 500 năm trước công nguyên về đồ đồng. Còn sang đây thì các bạn biết rồi. Đây có một cái trống đồng Đông Sơn này, trống đồng Ngọc Lũ, đây trống đồng Ngọc Lũ. Nhìn hơi lóa. Đây cho các bạn xem nhé. Mặt trống đồng Ngọc Lũ có rồi. 600 năm trước công nguyên. Có nghĩa là cách này khoảng cỡ là khoảng 2.600 năm. Đây. Đây là các cái dụng cụ liềm hái này. Dụng cụ có chi tiết nhé. Một cái văn hóa của mình thì cũng có kém gì bên Ai Cập cổ đại đâu. Đấy. Phần đầu tiên thôi. Khí nhạc là đồ trang sức. Cũng có 500 chiếc công nguyên. Nó cách đây là 2.600 năm. Kém văn minh của Ai Cập cỡ nghìn năm nay. Đẹp quá nhỉ. Đây như là cái chuông thời kỳ đồ đá, à thời kỳ đồ sắt đấy. Khóa thắt lưng này, muôi này, chuông này. Đấy, dích sang bên này để cho các bạn xem họa tiết nó tinh xảo hơn đấy. Đây là mặt cái trống đồng Đông Sơn Thanh Hóa thế kỷ thứ 1 trước công nguyên, 100 năm trước công nguyên. Còn đây là đèn người hình quỷ. Thế là đèn người hình quỷ cũng ở Thanh Hóa. Thanh Hóa là cái nôi của người Việt mình. Thứ nhất nhé, tôi đi vào nhé, đi ngẫu hứng. Đây là cái gian phòng thứ hai. Gian phòng thứ hai đây là mỹ thuật. Hoàn toàn mỹ thuật. Của các cái niên đại. Ví dụ đây là vua Rộc. Này, Rộc Kinh này. Là sơn quang dầu trên gỗ của tỉnh Thái Bình. Để cho các bạn nhìn. Vua Rộc cũng hiểu được cái tích gì. Đấy. Còn bên này là các cái tượng. Tượng Phật.
Tượng Phật này là có từ thế kỷ thứ 19, thuộc tỉnh Hưng Yên. Đấy, Hưng Yên. Này, đây có lẽ là các cái bảo vật quốc gia này. Bảo vật quốc gia này, loái, hơi loái các bạn chịu khó nhé. Đây cũng như vua Độc, đây là vua Lý Nam Đế và Hoàng Hậu. Đấy, thời vua Lý Nam Đế là cỡ là thế kỷ thứ 9. Nhưng mà lại là do tỉnh Thái Bình, nghệ nhân tỉnh Thái Bình làm ở thế kỷ thứ 18. Còn bên này là một cái bức tranh lụa này. Đấy, các bạn nhìn thấy chưa? Đấy, các bức tranh lụa, lấy lụa để tôi nhìn kỹ xem có đúng không. Cái ví dụ cái bức này là cái bức về thầy là Nguyễn Siêu, nhà báo học Nguyễn Siêu. Là đây là bột màu trên giấy, ủa đẹp quá, thần siêu thánh quát đây. Đây là ông Nguyễn Siêu. Đấy, ông Nguyễn Siêu mà ông dựng lên cái tháp bút ở đền Lam Sơn đấy. Đó, ông Nguyễn Siêu. Ra thứ hai là sơ bộ đây, các bạn nhìn thấy này. Đây có nghĩa là các bảo vật quốc gia này. Là toàn bộ đây là nếu mà đi kỹ này, là các bức tượng Phật. Như là bức tượng Phật La Hán ở trên cái chùa Tây Phương của mình. Đấy. Mỗi bức tượng là một câu chuyện. Mình không đủ thời gian mà mình nghiên cứu. Mỗi bức tượng là một câu chuyện. Đấy. Ví dụ là một câu chuyện bức tượng này nhé. Để cho các bạn xem này. Đây. Mã Minh Tôn Giả ở chùa Tây Phương, Thạch Thất, Hà Nội. Gỗ phủ sơn, kích thước là cao tới 1m4 đấy, chiều cao cỡ 1m4 đấy. Đấy, ở chùa Tây Phương. Đấy, các bạn nhìn thấy chưa? Đây, tôi đi vào này. Đây là mỹ thuật. Nếu mà giới thiệu đây là mỹ thuật cuối thế kỷ thứ 18 và thế kỷ thứ 19, là có 11 pho tượng, 1 pho tượng tuyết sơn và 7 và 10 tượng tổ lấy nguyên mẫu từ pho tượng gỗ mang phong cách nghệ thuật thế kỷ 18 ở chùa Tây Phương ở thì Thạch Thất, và hình thành ở thời Nguyễn là năm 1802, là từ Gia Long đến cái cách mạng tháng 8 năm 1945. Đây là pho tượng lấy nguyên mẫu của cái chùa Tây Phương. Các bạn nhìn hết chưa? Mỗi pho tượng là một câu chuyện. Tôi đi ra ngoài hành lang để cho các bạn nhìn này, không gian cái hành lang rất yên tĩnh. Ngay phát đã đi ra này, không gian phía ngoài này, du khách là toàn khu khách Tây ham hiểu biết. Đây đúng là một cái điểm mỹ thuật cận với hiện đại. 19 đến 1945, lấy cái mốc 1945 là cái mốc cuối thế kỷ 19, nửa đầu thế kỷ 20. Đây. Đây toàn là những cái bức tranh nổi tiếng. Đây cái bức tranh này, nếu bạn nào biết đi, là một bức tranh rất nổi tiếng, chắc đã được phục chế rồi. Chân dung phụ nữ Lào của Thang Trần Phần. Đấy, ông sinh năm 1890 và mất năm 1972. Bức này sơn dầu nhỏ đấy. Bức này nổi tiếng lắm. Một trong những cái họa sĩ cận đại nổi tiếng của Việt Nam này.
cái bức dưới cũng là rất nổi tiếng, rất rất nổi tiếng. Cái bức này là phổ hình ảnh của ông Phạm Ngũ Lão nhá. Này, đàn sọt thời kỳ đánh giặc Nguyên Mông này, hãy xem đúng không? Đây, cũng của Thang Trần Phành, Phạm Ngũ Lão, Sơn Dầu. Cái này khổ to hơn. Đây các bạn nhớ nhớ là ngắm lại hai bức tranh này, toàn bức tranh nổi tiếng. Đi này thì không biết bao giờ hết. Đây bên cạnh là Thiếu Nữ Huế. Thiếu Nữ Huế này là cái tác phẩm này của Mai Trung Thứ. Ông Mai Trung Thứ là một trong những sinh viên mỹ thuật Đông Dương đầu tiên này. Sau đó ông sang Pháp. Ông sang Pháp cùng với cả ông Lê Phổ và Lê Thị Liệu. Ôi giời ơi, các bạn vào tra mạng ấy, là cái tranh của Mai Trung Thứ bây giờ là bán hàng triệu đô rồi. Không ít đâu. Thế còn bức ở trên nữa này là Nguyễn Thị Nhung, sinh năm 1916. Cái khán phòng này là cái bức này là cái bức của ông Nguyễn Gia Trí này. Bức sơn mài khổ lớn 2, 4, 6, 8, ghép 8 ảnh sơn mài. Nổi tiếng. Bức này là bức Bắc Trung Nam hay sao? Đây các bạn nhìn được không? Ba cô gái. Đây tôi ngó vào đây nhá. Không phải Thiếu Nữ Trong Vườn của Nguyễn Gia Trí. Ông Nguyễn Gia Trí đây, xem lại cái bức tranh này cho các bạn xem. Đỡ dung này. Sơn mài. Thiếu Nữ Trong Vườn của Nguyễn Gia Trí. Ông sinh năm 1906, mất năm 1993. Ông vua sơn mài Việt Nam đấy. Còn bức này là bức Màu Nước Phố Hàng Bè của Văn Sáo. Ông ở ngay cái phố Nguyễn Đại Học này. Bên này là Tam Quan Văn Miếu của Văn Sáo. Dưới cái này là bức sơn mài Ông Nghề Vinh Quy của họa sĩ Nguyễn Khang, sinh năm 1912, mất năm 1989. Đấy, Ông Nghề Vinh Quy. Đấy, nhưng mà nổi tiếng nhất ở cái phòng tranh này chính là cái bức này này. Bức này đây. Các bạn biết. Ai yêu hội họa cũng phải biết bức này. Đây là cái bức Em Thúy của họa sĩ Trần Văn Cẩn. Mới đầu tôi xem bức Em Thúy này mà tôi choáng người. Đây bức Sơn Dầu Em Thúy ông Trần Văn Cẩn. Đây ông Trần Văn Cẩn này là ông sinh năm 1910 này. Đấy, Em Thúy là một người cháu. Hồi đấy ông ấy thuê nhà ở 23 Hàng Gà. Thế là ông có cái người cháu ở cái ngõ cái nhà đấy là ông như vậy. Thế sau này là bà này là bà là giáo viên. Sống ở cái phố Quan Thánh. Thế hồi tôi cũng gặp bà Nguyên Mẫu của Em Thúy. Cái hành lang này là bảy tượng. Đây là tượng Hũ Gạo Nuôi Quân của Trần Văn Hòe. Đây, các bạn thấy chưa? Ông đây lặng lẽ. Đấy, cái bàn tay mà đi xem bao giờ cũng gắn với cả cái thuyết minh.
thì bức của ông Cẩn ấy. Đấy, mỹ thuật Đông Dương thì là cái các cái họa sĩ đầu tiên này là Nhất Trí này, Nhì ông Lân là Nguyễn Tường Lân này, Tam Vân là họa sĩ Tô Ngọc Vân này, và Tứ Cẩn chính là ông Trần Văn Cẩn. Đây là người giáo viên dẻo cao của ông Lê Huy Hoài. Ông Lê Huy Hoài này sinh năm 1932 và mất năm 1997. Còn cái bức bên cạnh cũng rất đẹp là Cô Liên, là cái bức Cô Liên vẽ năm 1962 của họa sĩ Huỳnh Văn Gấm. Ông sinh năm 1922 và mất năm 1987. Đấy. Còn đây chính là bảo vật quốc gia đây. Bức này là bức Bác Hồ chiến khu Việt Bắc, cũng sơn mài khổ to của ông Dương Bích Liên. Đây, của ông Dương Bích Liên. Của ông Dương Bích Liên. Ông sinh năm 1924 và mất năm 1988 ở phòng khác. Em ơi, cho anh hỏi cái bức hai chị em của ông Tô Ngọc Vân thế này. Hai chị em đó là phòng 910 đầu kia. À, cũng ở cái tầng này đi. Anh đi cắt vào đây được không? Được ạ. Ừ, đi cắt. Ừ, đi cắt vào đây. Cảm ơn em. Anh sẽ đi tìm cái bức hai chị em của họa sĩ Tô Ngọc Vân. Sẽ dừng ở cái bức này cũng nổi tiếng này. Cái này toàn dòng sơn mài hết. Họa sĩ Hoàng Trầm, vẽ năm 1980. Đây, chắc là trong hầm chú Ân. Đây, còn cái bức này là cái chùa, chùa này là cái chùa Phổ Minh nha. Chùa Phổ Minh thì Nam Định nha. Đúng rồi. Của Nguyễn Sáng, của nổi tiếng. Đấy, cái bức này là bức rất nổi tiếng này. Ông Nguyễn Sáng là cũng là chùm sơn mài này. Này. Bức này là ông ấy vẽ đúng vào cái tháng và cái năm sinh của tôi này, tháng 3 năm 1966 này. Tháp Phổ Minh ở dưới Nam Định này, của họa sĩ Nguyễn Sáng này. Đấy, ông Nguyễn Sáng là cũng mất cùng năm với cả ông Dương Bích Liên là năm 1988 ấy. Kể cả ông Bùi Xuân Phái cũng mất năm 1988, ba ông đều mất năm 1988. Và ông Nguyễn Sáng là cũng cô đơn. Ông là dân ở trong Tiền Giang, nhưng mà ra ngoài này học tập. Ở đây, cái bức này. Ô, cái này là phiên bản. Tiếc thế. Đây cũng là bảo vật quốc gia, nhưng mà là cái phiên bản đúng cái vị trí mà ngày xưa đây. Cái bức hai chị em. Trời ơi, thiếu nữ và bé này của Tô Ngọc Vân. Tiếc thật. Cái bức này lại dỡ đi phục chế rồi. Nghiêm Liên Phái thì đây chính là họa sĩ Bùi Xuân Phái đấy. Đây là một cái bức sơn dầu nổi tiếng phố Phái. Ông vẽ năm 1984 là phố Hàng Mắm. Tranh của Bùi Xuân Phái là hiện tại là cũng một tranh rất được chuộng trên thị trường thế giới từ bao nhiêu năm. Đây, các bạn nhìn kỹ nha, tôi vừa nhận phố Hàng Mắm của Bùi Xuân Phái này. Thì bên cạnh cũng là tác phẩm của Bùi Xuân Phái là đền ngõ Phước Lộc. Đấy, ông Bùi Xuân Phái thì ông thành danh bây giờ là có cái giải thưởng Bùi Xuân Phái đấy cho những người yêu Hà Nội.
có cả một trường phái phố phái này. Đây, đền Phước Lộc, ngõ Phước Lộc này. Còn bên cạnh cũng có một cái là sông Đà, vẽ năm 1980. Đấy, đi thực tế cái sông Đà. Nhưng mà sang nữa đây là một cái góc phố cổ Hà Nội, chắc là thời chống Mỹ của ông Lê Thanh Đức. Đấy, các tác phẩm này đều là những tác phẩm nổi tiếng. Lên trên nữa là cũng của ông Phái, phố ở Nguyên Bình, vùng cao đây, ở Cao Bằng, gần cái mỏ, gần cái thủy điện Tả Sa đấy. Tôi nghe Tĩnh Túc với Tả Sa tiếng cười, tiếng máy lẫn tiếng ca đấy. Mà ở Nguyên Bình, đấy một thời tôi lên cái thị trấn này rồi. Đây, cái bức này là cái bức ông đi thực tế vùng cao của Bùi Xuân Phái. Đấy, đi đầu ông vẽ cảnh phố. Bức này của họa sĩ Trọng Kiệm này, vẽ Bác Hồ ở Bác Bó này. Họa sĩ Trọng Kiệm, cha của bố của ông, điêu khắc Trọng Cần này, anh Cần này. Năm 2000 tôi cũng đặt anh Cần làm một cái bức tượng, phiên bản tượng. Bây giờ ông yếu rồi. Đây là của họa sĩ Nguyễn Tiến Trung, bức hợp tác xã Tây Hồ. Cái điện thoại của tôi là sắp hết pin rồi, và lẽ tôi sẽ dừng ở đây. Tôi mới thấy là hôm nay là đưa các bạn đi là xem được cái bé Thúy của ông Trần Văn Quẩn là bảo vật quốc gia này, Bác Hồ ở chiến khu của ông Dương Bích Liên cũng là bảo vật quốc gia này, bức của ông Nguyễn Gia Trí này, các cô gái ở ba miền cũng là bảo vật quốc gia này, và xem được ba cái tác phẩm của ông Phái là phố Hầm Mắm, là đền thờ ngõ Phước Lộc và chợ phiên ở trên Cao Bằng. Nó đi thì mới thấy là cái viện bảo tàng mỹ thuật của mình, cái vị trí cũng rất là đẹp, nhưng mà còn bé lắm so với cả các cái viện bảo tàng quốc gia của các nước khác như vào Louvre, Viên Pháp này. Chạy bờ hơi tai thì mới tìm ra được cái bức tranh La Giocondà của nó. Bạc ngàn nào là tranh mà viện bảo tàng ở Louvre nó hình thành tới những quá trình hình thành tới 11 thế kỷ, nghĩa là 1.100 năm nó hình thành nên nổi cái viện bảo tàng. Thì bạn, các bạn mới thấy rằng sức sống về cái nghệ thuật và cái gìn giữ nghệ thuật quý giá đến mức độ nào. Nhưng mà dù sao ở đây là dưới cái tầng 1 thì cái giá trị văn hóa của mình cũng đang tồn tại. Cách đây cỡ 2.600 năm thì cái thời kỳ rõ nét nhất là thời kỳ đồ sắt, từ cái trống đồng ngập lũ. Đấy, thôi dù sao cũng rất là đáng quý, rất rất đáng quý. Đấy, quay lại cái phòng này, dừng hình ở đây và xin chào các bạn.